Ôi giời ơi. Em ơi, đây em trông này, em thay cho anh cái khăn đi. Này, nó rách tươm hết cả rồi chứ này. Em quên mất đấy, hồi nãy đó là khâu cho anh mà em sao nhiều việc quá lại quên. Để tí em khâu cho. Thôi mà khâu làm cái gì, cái này dùng 4 năm rồi, thay cho anh cái khác đi. Là vợ ở cái con. Vợ làm sao? Vợ anh đảm đang nhất nhà chứ sao. Thế chứ, tưởng là chê. Rồi ôi trông này. Em bảo em. À không, cái khăn này nó này để toạc ra một tí có sao đâu. Bây giờ anh xin phép em nhé. Cái khăn này bây giờ mình không dùng cho nhà tắm nữa. Để đây lau bàn, nhớ chí không? Được rồi. Duyệt chi, ngày mai mua cho cái khăn mới nhá. Nhiều nhất nhà đấy. Bây giờ các con đang đi xem phim hết rồi, bê bát xuống dưới rửa cho em đi. À, anh cả tuần được có 2 ngày nghỉ mà em đi mà. Này, việc này mọi khi các con vẫn làm cơ mà. Thì hôm nay anh làm. Ôi trời ơi, anh cả tuần có 2 ngày nghỉ thôi, bây giờ lại... Ôi cuộc đời làm sao hết thương đau. Thế vợ mới yêu chứ. Mấy cái đứa trẻ nó hư thật ý. Nó đi xem phim nó chả rủ bố nó đi. Để bố nó ở nhà phải làm đống bát chứ này. Anh lẩm bẩm cái gì đấy? À, anh có lẩm bẩm gì đâu. Anh bảo vợ anh là đảm đang nhất nhà. Chuyện. Nói tóm lại là đảm đang nhất cái khu vực này. Không ai bàn đâu, yên tâm. Vợ anh không đảm đang thì làm gì có ai đảm đang nữa nào. Anh ơi. Em yêu anh lắm ý. Anh biết rồi, em yêu anh nhất rồi. Yêu ơi là yêu ý. Sống với nhau bao nhiêu năm rồi còn lạ thì tình yêu của em đúng không? Nhưng mà em yêu anh, em chỉ yêu bằng lời nói. Không. Chẳng thấy hành động gì cả. Đâu em làm. Em bị yêu anh em phải yêu bằng tay. Lao vào làm. Đấy. Ôi dồi. Em yêu anh, em làm đi. Ôi dồi ôi không. Em làm đi. Ôi dồi ôi, nói đến tay, thương bàn tay này lắm mi. Xinh xinh như thế này mà phải sờ vào nước rửa bát. Rồi em thương lắm mi. Đấy, em trông này. Hỏng hết làn da Đông Nam Á của anh rồi. Đấy. Thế cho nên là em hứa với mình nhá, bắt đầu từ giờ phút này mình sẽ không phải động vào nước rửa bát nữa. Ôi, vợ yêu của anh. Hứa nhá. Em hứa luôn, mà em cũng đã chuẩn bị ẩn nói rồi nhá. Em chuẩn bị cái gì? Thì đấy, nỗi thương cái bàn tay như thế này này. Đây này, nhìn thấy dám hết chưa? Thôi hết đi này. Không, không sao, rửa mấy cái bát có gì mà chuẩn bị chú đáo thế. Đây này, anh xem đi này, thế này, nước rửa bát nó vào này khô hết cái cổ tay của em nhá. Chờ em một tí, chờ em một tí thôi. Cái gì mà hấp dẫn thế? Tem, 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 tem. Xịn nhá, hàng nhập khẩu đấy, chuyên để rửa bát và dọn nhà vệ sinh. Em nói cho mình nghe nhá, làm gì có người vợ nào yêu chồng như em đâu nào. Đây này, mua hẳn găng tay xịn cho mình rửa bát đi này. Xịn với giờ cứ miễn chê luôn. Đúng rồi, chẳng có ai chu đáo và tâm lý như vợ anh cả. Sao đâu, có đát mới có 2 tháng. Này, ăn bánh mì vào, uống nước, nó trương lên, chiều khỏi phải ăn. Đứng im, không được động đậy. Hả? Hai chân vắt lên đầu, thì thào một câu bọn này, cắt tiệt. Các anh là ai đấy? Hả? Chúng tôi là cướp. Hả? Chúng tôi đi, im mồm. Em chặt đầu. Mở mồm ra một câu nha. Bọn này khử luôn. Vâng, vâng. Em kỹ đây. Có bao nhiêu của cải quý giá, cởi hết ra đây. Ừ. Anh ơi, chúng em này cũng có gì đâu anh ơi. Em làm gì có cái gì quý. Nói một câu nhá, bọn này cắt móng tay luôn. À, cắt lưỡi. Vâng, 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 em biết rồi. Nè, bỏ đây. Thôi chắc anh đừng cắt lưỡi vợ em đấy, nó bỏ ra rồi đấy. Ôi trời ơi, cởi nào đây anh ơi. Ôi cái vòng, không cởi được. Cởi đây là nghề của bọn này rồi. Cho em xin này, cho em xin. Tao cắt lưỡi đi rồi. Đây à. Đây nó cắt lưỡi bây giờ. Đứng dậy, đứng. 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 Đây à. Đứng dậy. Theo hàng dọc, đi ra đây. Thằng Đần, kéo đây. Gào lên một công thôi.
phi thẳng cái trạm. Rồi em biết rồi anh ạ. Vâng. Em không gào đâu anh ạ. Ngồi em. Vâng. Hai tay đặt vào đùi nhau. Mắt phi thẳng. Nghe cho kỹ đây này. Ông bà chỉ cần chạm chân xuống đất dù chỉ là một lần nhá. Bọn này cắt chân luôn. Dạ vâng. Của cải châu báu để ở đâu? Bà đừng nói là để trong tủ nữa. Anh ơi, anh nói rất nhiều. Trời ơi. Anh lấy thì lấy, đừng cắt tay nhé. Cắt bây giờ. Này này, cô chú lấy nhau được lâu chưa? anh ăn bánh. Vâng. Vợ chồng em cưới nhau được 20 năm 4 tháng 2 tiếng 15 phút. chắc là buôn gian bán lợn. Ôi trời ơi, anh nói thế là phụ hoa giáo họa cho vợ chồng em đi nhá. Vợ chồng em tích cóp bao nhiêu năm mới được như thế này. Cảm ơn nhé, đang đói. Cô chú cho cháu cái bánh. Vâng, anh ăn đi ngon không anh? Cháu nói thật với cô chú nhé. Nghề chính của cháu ấy là nghề bán bóng bay với cả thịt xiên nướng đấy chứ. Thế nhưng mà gặp anh kia kìa, anh ấy mới rủ cháu đi cùng. Thế là được đến nhà cô chú chơi. Mát, vui. Ngồi. Khẩu trang kéo lên. Cứ bỏ khẩu trang xuống cho đẹp trai. Đi rồi, đi rồi. Ôi trời ơi, anh ở lại đây với em đi, anh đừng đi đâu anh. Cũng cảnh hả? Anh ơi! Cảm ơn. Ôi kìa! Này! Ôi trời ơi! Cướp! Ôi nó lấy hết đồ của tôi rồi! Ôi giời! Mấy cái thằng cướp danh con này ngu như bò à? Chúng mày là sao bằng ông được? Ông lừa được chúng mày rồi! Này! Anh lừa được nó đấy à? Lừa cái gì đấy? Trong lúc chúng nó lấy đồ của mình, tôi đã 3 lần thò chân được xuống đất rồi. Này, bây giờ ông thò cả 2 chân mà. Chúng mày làm gì ông này? Nhà nàng ở cạnh nhà tôi mà cách nhau có dậu mùng tơi xanh dởn. Hai người sống giữa cô đơn mà nàng hình như có nỗi buồn giống tôi. Bố. Này, mày đi đâu bây giờ mới về hả? Bố ơi, bố đừng giận. Tình là những chuỗi ngày mong đẹp. Hey, tình là bờ bên đợi người thương. Hey, lá nhớ trong vòng tay lá nhớ. Này, mày bị làm sao thế hả? Con đang say tình quá. Bố ơi, vậy là 28 năm trong cuộc đời con đã tìm được một nửa của mình. Một người có thể ở cùng con, yêu thương con, đẻ cho con những đứa con và bố được lên chức ông. Bố ơi, con chưa bao giờ con muốn nói với bố một điều như thế này. Con nhưng mà này, mày yêu con nhà ai, tên là gì? Con muốn nói với bố, con sang tháng muốn lấy vợ. Sang tháng à? Vâng. Nhưng mà con nhà ai, tên là gì? Dạ, con bé tên Nguyễn Thị Hím Taylor, nhà ở thôn Đông quá. Ôi, chưa bao giờ con nghĩ rằng con sẽ lấy vợ sớm như thế, nhưng cô ấy đã cho con những cảm xúc dạt dào. Bởi vì con đã mơ về ngôi nhà và những đống tiền. Vì yêu con, ngày mai con sẽ bước lên nhà lâu, nhà cô ấy có khách sạn bố ạ. Con đã nghe tiếng sóng biển rạc rào. Tiếng sóng biển hát tia nắng đầu tiên. Thôi, nhà cô ấy có cả một bờ biển nữa bố ạ. Mày dừng ngay xuống đất đi. Này, mày mà làm cán bộ văn hóa thôn là được đấy nhá. Rồi thì bao lâu nay có cái hội hè đám ma đám cưới là vắng mặt con đâu. Vâng thưa quý vị, cho dù là trai hay là gái, bố ơi con đã muốn lấy vợ rồi bố ạ. Rượu say là phải buồn nôn và sau đây là lễ thành hôn bắt đầu. Thôi con ơi, được rồi, mày muốn cưới ngay tháng sau chứ gì? Vâng, ngay tháng sau. Đứng vào đây. Xin lỗi đây. Bố này đang vui cái nói chuyện buồn, con nó làm gì đâu rồi. Xin lỗi. Này, xin lỗi ngay. Phải xin lỗi đi. Con có làm gì đâu mà phải xin lỗi. Nếu mà không xin lỗi mà, thôi nhá, không cưới vợ nữa. Ôi, bố buồn cười cái việc mà con lấy vợ, nghe ra bố phải vui, bố cứ bắt con xin lỗi. Nào,
Thế có xin lỗi không? Xin lỗi. Này, xin lỗi thế mà được à? Xin lỗi là phải thành tâm. Cậu mà xin lỗi thì không được, xin lỗi lại đi. Thôi được rồi. Dạ, con xin lỗi bố ạ. Đấy, 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 nhá. Cái bài học đầu tiên mà trước khi lấy vợ ấy là phải biết xin lỗi. À, thế là thế nào hả bố? Thế nào hả? Được rồi, anh cứ lấy vợ đi, rồi anh sẽ biết. Ông ơi, bà ở mắc mạng, tôi đi ngủ. Tôi xin lỗi bà, tôi sẽ vào mắc màn ngay cho bà. Sao? Không sao nữa. Đấy, mày thấy chưa? 28 năm nay lấy mẹ mày, bố mày lúc nào phải có ba câu là tôi xin lỗi bà. Tôi xin lỗi bà, tôi vào ngay đây ạ. Thôi, thế là thế nào? Thế là bí quyết để giữ được hạnh phúc chỉ có ba từ thôi. Tôi xin lỗi. Không. Hím ơi, anh sẽ lấy em tháng sau. Nhưng năm nào thì chưa biết. Anh xin lỗi em. Thơm quá cơ. Rồi mình mua con gà này hôm nay công nhận là ngon thật. Ôi trời ơi, một mình ta một mâm triển thôi. Ê, ê, bà. Sao mà ông đi làm? Tôi đi làm nhưng mà tôi ra đầu ngõ thì tôi không đi được, tôi lại phải quay về. Làm sao thế? Tình hình là rất tình hình. Bà! Gì? Nghe tôi nói chuyện thế nào, làm sao mà cứ cắm đầu cắm cổ và ăn thế? Thì ông cứ nói đi. Nói phải có người nghe chứ. Đi. Bà cứ để miếng thịt gà xuống đã. Nào nói đi. Hôm nay tôi đi làm, tôi vừa đi ra đầu ngõ. Tôi sao? Nhìn thấy một cái túi màu đen. Túi màu đen rồi làm sao? Túi màu đen nhưng mà bên trong nó lại có màu vàng. Vớ vớ vẩn vẩn, người ta đang ăn, đang uống, phân với giò. Này, từ từ ăn nó nghe người ta nói chuyện lắm nào. Mà cái đầu bà lúc nào nghĩ đến phân đến giò nào. Thế chứ không vàng, vàng vàng ở trong cái túi đen thì chả thế là cái gì? Vàng vàng ở đây ấy là vàng kim loại chứ không phải là phân giò như bà nghĩ đâu. Ý của bà là vàng thật à? Vàng trang sức ấy. Ôi. Thế à? Nhiều không? Nhiều thì cũng không nhiều cho lắm, nhưng mà trong đấy có một sâu cả nhẫn cả nhiếc nhá. Mà theo như cái ước tính của tôi ấy, phải một cây. Ôi ôi. À, không phải. Phải 10 chỉ. Ôi sao thế? Tôi không nhặt, tôi mới... Anh nãy tôi quay về tôi hỏi ý kiến bà. Em sao không nhặt? Từ ngày xưa các cụ đã nói rồi, được bạc thì sang, được vàng thì lụi. Tôi cứ chăn trở mãi không dám nhặt nên là tôi phải quay về tôi hỏi bà đấy. Thế đâu rồi? Nó nằm ở chỗ nào? Tôi ném vào trong thùng rác rồi. Ôi trời ơi, chồng với con sao mày lại ngu thế chứ lì? Nhìn cái vàng nó đi vứt vào thùng rác. Rồi ơi! Này! Này, bà đi đâu đây? Tôi đi ra thùng rác. Nhớ là cái thùng rác đầu ngõ ấy. Rồi! Ôi trời ơi! Ông Tùng ơi! Ôi! Ôi! Nào! Cái gì á? Ông có nhớ đúng là cái thùng rác hay không đấy? Thùng rác ở ngay đầu ngõ ấy. Chứ còn sao nữa? Ôi trời ơi! Tôi cắm mặt cả vào thùng tôi tìm chả thấy có. Bà có tìm kỹ không? Đây này! Làm gì có ở đâu ra? Không có thật à? Bà có chắc bà tìm kỹ không? Tôi cắm cả đầu vào thùng rác rồi đấy! Lạ nhỉ? Rõ ràng hôm qua trong mơ tự tay tôi vứt vào trong thùng rác hay mà. Cái túi trong có cả vàng mà. Mà không tại bà cơ. Bà không nghe tôi nói hết. Tôi đang định nói với bà là tôi... Ý tôi là tôi nằm mơ như thế thì bà đã ngục, bà chạy đi rồi. Ôi trời ơi, điên quá cơ. Thế mà không nói sớm. Mơ mới chả mẩn, mất công người ta. Thu hay. Gì? Nghĩa thiên gà của tôi đâu rồi? Ở đấy. Tôi nói với bà nghe nhé. Này, tôi bực lắm rồi. Con mèo nhà mình ấy. Tôi vừa mới chạy vào toilet tôi rửa cái mặt cái mà quay ra cái là coi như là đĩa thịt gà nó đã ăn nhẵn rồi. Đây còn mỗi này. Được.
ngày gì không biết được nữa. Ô, mà không biết hôm nay ngày gì à? Ngày gì? Ngày cá tháng tư. Thảnh thơi quá nhỉ. Thảnh thơi chứ sao không thảnh thơi. Ừ. Mấy giờ rồi mà ngồi đây mà còn tà tứ. Ra ngoài kia mà nhìn kìa. Người ta đang xếp hàng dài dằng dặc ở ngoài siêu thị kìa. Làm sao mà xếp hàng dài dằng dặc? Dịch bệnh như này mà sao phải xếp hàng dài? Thế mà người ta vẫn xếp hàng dài dằng dặc đấy. Làm sao? Sale á? Giảm giá. Giảm giá bao nhiêu phần trăm? Tôi thấy chả biết nào nhưng mà thấy người ta đề là 50-70%. Điêu, ông điêu vừa đấy. Không tin thì thôi. Tôi cũng chả cần bà tin. Có thật không đấy? Nói đúng đấy nhá. Tôi đi luôn. Bà làm bây giờ tôi thích lừa bà lắm không bằng ấy. Giảm 70% cơ mà. Tội gì mà không đi mua. Dù nhanh lên. Ôi, tắt hết cả mồ hôi. Xếp hàng mà xếp biếc. Mua nhiều nha. Trời, nhiều chứ sao không nhiều. Trời ơi, tôi cứ thấy cái gì đẹp là tôi mua, tôi nhặt hết. Mới trúng quả. Ai trúng quả hơn cả trúng quả ấy chứ. Này, mà có giảm giá gì đâu. Chả giảm giá cũng chả sao nhỉ. Ngày cả tháng tư mà. Đúng rồi. Mà tôi chả quan trọng. Giảm giá hay không quan trọng đối với tôi chả là nghĩa lý gì hết. Tôi vẫn mua. Biết tại sao không? Làm sao? Tôi cứ mua thôi, xong rồi tôi cứ đem thẻ ra tôi quẹt. Thẻ nào đấy? Ở đây này, thẻ Đỗ Quang Tùng. Ôi giời. Sao bà lấy thẻ của tôi bà đi mua hàng? Thẻ của ông thì sao? Hả? À? Của chồng công vợ? Của ông là của tôi à? Bà mua hết tiền trong thẻ của tôi rồi à? Tôi á, không như ông đâu. Nha, tôi làm cái gì nó phải có tí lương tâm. Nha. Trời ơi, đang dịch bệnh này mua làm gì lắm. Tôi cũng chỉ mua vài thứ lặt vặt ở trong bếp thôi. Đùa ông tí cho nó vui. Gớm mà tôi nói ông nghe này này. Ông á, ông lừa được tôi ông sướng lắm đúng không? Vui vẻ lắm đúng không? Tôi nói cho ông nghe nhá. Ông mà còn cá tháng tư nhưng mà còn cái kiểu lừa vợ như thế nhá. Có ngày á, ông mất cả vợ ấy, chứ không phải mất tiền không đâu. Thì anh chỉ nghĩ là ngày cá tháng tư thì trêu vợ một tí cho vui mà. Thôi rồi, mình nói là anh sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Từ nay anh sẽ xin chừa. Chừa hẳn chứ à? Chừa luôn. Cô gọi bố mới ra cậu bảo. Cô cái gì? Hả? Ui. Ê, anh ạ. Sao anh lại lấy quần áo của cháu ra mặc lại mặc Doraemon như thế này? Quần áo là của cháu của tôi thì cậu buồn cười. Mà sao dạo này nhìn anh xanh xao thế? Có chuyện gì à? Mà này, Thao đánh anh đúng không? Thao đánh anh. Anh bảo em từ miền Bắc vào miền Nam, từ miền Nam ra miền Trung, từ miền Trung lại trở lại miền Bắc. Em không sợ một thằng nào dưới 10 tuổi. Cậu bé cái mồm thôi. Cậu có chắc là cậu làm được không? Em chắc. Chắc chắn nhá. Vâng. Chị cậu đấy, trong nhà đấy, vào mà đánh. Chị thì em chịu. Hay là anh lại có bồ bịch tiêu đây nên chị em mới thế. Cậu buồn cười nhỉ. Mặc dù tôi đẹp trai như này, không bao giờ có cái tính đấy. Tôi là người đàn ông của gia đình. Thế có chuyện gì? Chả hiểu chị cậu dạo này thay tính đổi lết nào. Dạ. Về đến nhà là cáu gắt om sòm. Thế bác kể cho rõ em xem nào. Khổ quá, có cái gì đâu. Vâng. Tôi thấy chị cậu ốm, mệt mỏi, xanh xao, biếng ăn. Vâng. Tôi xuống bếp đi kho cho lồi cá kho tiêu. Cho ăn trong vòng một tuần.
bác cho chị em ăn cá kho tiêu rền trong vòng một tuần. Ừ. Ui giời ơi. Thế thì xin lỗi anh là tí em phải ra đầu làng em xin lỗi mấy cái thằng thanh niên làng được. Em vừa vả cho chúng nó mấy cái. Tại sao lại phải xin lỗi? Thì chúng nó bảo là anh rể của mày ngu, tức là bảo anh ngu ấy. Quá láo. Vả chúng nó vỡ hết mồm, rụng hết răng ở đâu? Thì đấy, tí em phải ra xin lỗi chúng nó đấy. Tại vì chúng nó nói đúng quá. Em hỏi anh nhá, bây giờ anh có thích ăn cá không? Có. Thế anh ăn ngày thứ nhất ngon không? Ngon. Ngày thứ hai? Quá ngon. Ngày thứ ba? Ngon. Thế còn ngày thứ tư? Nuốt làm sao được? Đấy, thì anh còn không nuốt được. Thế anh cho chị em ăn rền một tuần như thế, thì làm sao mà chị ấy nuốt được? Khổ quá, ngày hôm sau tôi cũng đổi bữa cho chị cậu. Vâng. Tôi ra chợ, tôi mua lươn về nấu cháo. Nhưng mà cũng có thèm ngó ngàng gì đâu. Chửi tôi như xối xả. Cháo lươn là tốt, ăn lại mềm cả lưỡi luôn đi lệ. Có mềm đâu, còn cứng còn chửi tôi đanh hơn. Cà này căng này anh ạ. Đấy, cậu xem, cậu ở với chị cậu từ nhỏ ăn lớn. Vâng. Cậu xem, có cách nào thì chỉ cho anh. Cậu mà nghĩ ra cách ấy, cái khoản 2 triệu kia, tôi cho cậu luôn. Anh nhớ nhá, cái khoản đấy mà em nghĩ ra cách là anh phải trừ 2 triệu đi nhá. Đương nhiên, tôi hứa. Nhớ đấy. Cách cả. Có cách rồi, có kế rồi. Cách gì, cách gì? Anh lại đấy. Hóa ra là chị cậu thích ăn tai đúng không? Không. Tại sao cậu lại búng tai thôi? Tai anh nó bé quá. Cậu buồn cười thật. Cái cách gì nói nhanh như nào? Được rồi. Rồi, hiểu rồi. Cậu vừa bảo cái gì nhỉ? Rồi. Sao bảo tai bé nghe được là được? Khổ quá, tai bên này nó điếc, tai bên này nó mới nghe rõ. Xóa nợ 2 triệu. Được rồi. Xong. Alo, cậu à? Ừ, anh vừa đi chợ về. Anh mua tất cả những gì cậu dặn rồi. Cá anh mua cả con. Gà nhá, anh nói thật với cậu, anh mua cả bu rồi, yên tâm. Ừ, tất cả những thứ cậu dặn là anh mua tất tần tật rồi, mua hết rồi. Cậu yên tâm nhá, anh chính thức thông báo với cậu, anh xóa nợ cái khoản vay 2 triệu cho cậu. Cậu yên tâm nhá. Ừ. Em đấy à, tối qua ngủ ngon không? Không nằm cạnh anh lại ngủ ngon à. Có hay nhở, cái vợ chồng không nằm cạnh nhau thì nằm cạnh với ai? Thôi, anh biết lỗi rồi. Biết rồi thì thà luôn. Anh mua quà cho em đấy. Thật không? Thật. Thế có mua hết những thứ mẹ em bảo? Có, không? Anh mua tất cả những gì em dặn. Thế là... Đấy, toàn những thứ em thích đúng không? Thích cái gì mà thích? Ai bảo mua những thứ này? Hả? Có mua những thứ này để làm gì? Có mỗi một người vợ để quan tâm, có mỗi một người vợ để yêu thương, có mỗi một người vợ để chiều chuộng. Thế mà chả yêu thương, chả quan tâm, chả chiều chuộng gì cả. Nói cho mà biết nhá, có không giữ mắt đừng tìm. Kìa, bé bé cái mồm thôi. Người ta không thể bé được. Khổ quá, hàng xóm người ta lại tưởng là em mắng anh. Thì người ta đang mắng thật đấy còn gì nữa. Người ta nhắc lại cho mà biết nhá, có không giữ mắt đừng tìm. Thì được rồi, anh sẽ giữ, không bao giờ anh để mất em. Không như thế này em, người ta tự mất à. Thôi mà. Thôi cái gì mà đôi. Thế tóm lại là như nào? Người ta uống thuốc nam, bây giờ cứ mua gà, mua cá, mua đồ tanh, mua ớt chanh tỏi về như thế này thì làm sao mà ăn được. Như thế thì bảo làm sao mà không bực bội, không giận dữ được. Thôi, thế rốt cuộc là ăn kiêng đúng không? Thế chả ăn kiêng à, bao nhiêu hôm nay mà không biết à. Nói cho mà biết nhá, có không giữ mất đừng tìm. Thôi được rồi, cứ suốt ngày có không giữ mất đừng tìm. Chả thế nữa, có không giữ mất đừng tìm. Thế rốt cuộc là ăn kiêng được rồi, thôi không mua nữa, không mua tất cả những thứ kia nữa đúng không? Không mua cái gì, bây giờ mua về đây rồi thì làm sao mà ăn được. Bực bội, đi vào ăn mì. Ô kìa mình ơi, suốt ngày giận. Alo, cậu Đông à? Ừ, anh đây. Này, anh chính thức thông báo cho cậu biết nhá. Cái khoản 2 triệu là anh không xóa nợ cho cậu đâu nhá. Làm sao á? Tất cả
cả những thứ cậu dặn anh mua đều không dùng được. Ừ, chị cậu đang ăn kiêng. Đơn xin nghỉ. Con ốm. Nghỉ, nghỉ. Đơn xin nghỉ về dỗ. Lúc nào cũng nghỉ, nghỉ, làm thì ít, cứ nghỉ. Cái gì này? Còn đề xuất tăng lương. Làm trả được bao nhiêu mà lúc nào đề nghị tăng lương. Chả trách được. Công ăn việc làm thì lúc nào cũng xin nghỉ, xin nghỉ. Làm ăn thì trả ra cái gì cả. Cái này thì phải chấn chỉnh lại cái thái độ lao động, tinh thần làm việc mới được. Không thể chịu nổi. Đầu á thì á hói chóc ra. Biết không nhá, tai thì to như hai cái quạt nan đi. Eo ơi mà hôi thì khủng khiếp. Đã thế nhá, chị biết không, ăn uống thì tham lam tục tĩu, mà nhá, có một cái tật rất xấu ấy, là ngủ thì ngáy to ơi là to ấy chị ạ. Bụng nhá thì phệ ra. Eo ơi chảy nước thì trống như hai quả cà chua. Xấu người, xấu nét, không được một cái điểm gì hết. Còn gì nữa? Đúng là cầm tinh con lợn. Hai cô kia, hai cô kia. Hả? Dạ. Tại sao đang giờ nghỉ trưa mà các cô dám tụ tập hả, buôn chuyện hả? Dạ, dạ, thưa sếp thì đang giờ nghỉ trưa hả? Ai chả biết là giờ nghỉ trưa, nhưng mà các cô ngồi các cô nói xấu tôi hả? Thế nên là nào? Sếp ơi, bọn em có nói xấu sếp đâu ạ? Tôi nghe rõ rành rành mà còn chối cãi hả? Nào là bảo rằng là thằng đầu to này, đầu chọc này, rồi là mũi to như mũi cà chua này, bụng phận này, rồi là ăn ngủ như lợn. Có đúng không? Dạ. Dạ, dạ, dạ. Tôi nói cho các cô biết cứ vừa vừa thôi nhá. Tôi yêu quý các cô, yêu ái với các cô. Cô đối xử với tôi thế à? Hà này, dương mắt lên mà nhìn nhá. Con thịnh nộ của tôi, nhớ nhá. Không, 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 không. Sếp ơi, sếp không phải thế đâu ạ. Sếp ơi, sếp đúng là nghe chúng em mà. Nghe chúng em thấy thích ạ. Chúng em đang nói về cái bài văn tả chưa bắt giới. Dạ, của con em ạ. Dạ, của con chị Huyền ạ. Sếp xem đi ạ. Nói về chưa bắt giới à? Dạ vâng ạ. Đấy là sếp tự nhận đi chứ. Mà không lau á, có mà ngập đầu ngập cổ lên được sạch sẽ thế này đấy. À anh ơi, ông Văn đầu ngõ nhà mình ý, trông khùng khùng thế mà tốt phết nhá. Toàn sửa xe đạp miễn phí cho sinh viên thôi. Thế á? Ừ. Hẳn là sửa xe đạp miễn phí. Ừ. Này, người tốt như thế á, bây giờ đáng quý lắm đấy. Ôi dào ơi, tốt như thế ăn thua cái gì. Còn hơn anh á không bằng một phần của ông ấy. Anh nói cho em biết nhé, chồng của em ấy là cực kỳ tốt. Nhưng mà cái tốt của anh ấy là nó ẩn phía bên trong, chứ không phải là phô trương khoe mẽ như là ông Văn đâu. Vâng, ẩn bên trong. Ý của anh muốn nói ấy là cái lòng tốt của ông Văn ấy không thấm tháp gì so với cả anh Lý gần cơ quan anh ấy. Anh Lý như nào? Xây hẳn một cái nhà 8 tầng. 8 tầng? Để làm gì? Cho sinh viên thuê. Cho sinh viên thuê vẫn lấy tiền làm sao mà tốt được. Quá, em cứ có cái tật là chồng chưa nói hết câu ấy thì đã gang họng rồi. Anh ấy xây nhà cho sinh viên thuê. Nhưng nếu như mà là sinh viên nghèo vượt khó rồi có ý chí vươn lên là anh ấy giảm hẳn 50%. Đấy. Tốt như thế mới gọi là tốt chứ anh Văn ăn thua cái gì. Bố mẹ đang nói về chuyện gì đấy ạ? À? Mẹ đang nói chuyện về người tốt con ạ. Ừ, về người tốt con ạ. Mẹ ơi, hôm nay con cũng làm người tốt đấy. Ôi, con ra mẹ cũng làm người tốt á? Thế vâng. Thế con làm gì? Dạ, hôm nay con nhường chỗ trên xe buýt cho một cô. Biết rồi, thôi nào, lên nhà học bài đi. Ơ này này. Không vẽ vời gì nữa, lên học bài nhá. Để cho mẹ còn dọn dẹp. Lúc đấy thì bố con làm gì? Dạ lúc đấy bố con ngồi ngay cái cô đấy mẹ ạ. Để nghe anh giải thích đã. Lúc đấy là anh cũng định nhường chỗ cho cô ấy rồi. Nhưng mà con mình nó nhanh quá, nó đứng vụt lên. Mà khổ thân cái cô ấy cũng thương lắm cơ. Cao giáo xinh xắn con nhở. Thế mà mồ hôi nhễ nhại, đứng đến phải đến 3 tiếng đồng hồ nhở. Bố là bố định nhường rồi, bố ga lăng rồi. Nhưng mà con nhanh quá cho nên là để cô ấy ngồi cạnh bố cũng có làm sao đâu. Bố có làm gì đâu đúng không con? Con có thể không? Con ơi con,
bây giờ con lên trên nhà làm bài tiếng Anh đi nhá. Thôi con cứ ở đây với bố nhá. Để con lên nhà làm bài tiếng Anh. Làm nốt bài đi con nhá. Thế con ơi. Làm xong bài xong ăn cơm con nhá. Bố giúp con nhá. Bố giúp con. Này thì bố giúp con này. Thôi. Trời đổ mưa hay mưa trong lòng, biết tặng cái gì bây giờ? Hay là mình đến người không nhỉ? Bởi vì đằng nào thì mình cũng không hơn được người ta cái giàu sang, thì thôi thì kém luôn cái đàng hoàng nhỉ? Em có ý kiến này mình ạ. Em đã nói mình bao lần rồi. Mỗi một lần mình nói chuyện với em, mình làm ơn mình mở to cái mắt ra. Mắt mình cứ lim ra lim dim như con tim ngừng đập thế, thì em biết nói chuyện nhá. Muốn không? Muốn không? Không. Đã bảo rồi, cái cấu trúc mắt tôi nó chỉ thế này thôi. Lúc nào tôi chả mở. Mỗi một lần mà em làm cái gì sai trái được mình hổ bố này, em không chịu được nhá. Em bảo này, em có thật chứ mình tính thế nào thì mình tính. Ai bạn thân của mình bây giờ người ta lên chức rồi, mình sang mình ăn mình uống mình ngồi chễn chệ ra, xong lại tay không bắt giặc thì đi về. Mà đấy cả là tổng nó nói đúng thôi. Mình là cái người đàn ông mà có một cái bộ mặt chuyên niên cỗ. Nói cho cô biết nhá, cô tưởng là cơm ăn vào mồm là dễ đấy à? Hả? Quần áo mặc trên người cô là dễ đấy à? Cô phải biết là ở trong cái nhà này ấy, tôi là cụ phột. Phụ đột. Trụ cột. Biết rồi, cô đang thử cho tôi. Trụ cột. Cho nên là cô biết là tôi ra đường tôi phải nhục nhã thế nào không? Tôi phải làm cách nào để kiếm được tiền, cô biết không? Tôi phải vất vả thế nào, cô biết không? Em lại xin có ý kiến thế này mình ạ. Mình ấy, là được ông giời cho hơi bị nhiều thứ đấy. Ngoài cái nghèo ra, ngoài cái nhục ra, mình còn được ông giời cho đúng một thứ nó quan trọng nhất cuộc đời, mà là mình cũng có luôn. Nói đi. Nó to đấy. Hẹn. Quỳnh, em xin lỗi mình. Bình bình tĩnh. Xa ơi, xa ra ra ra, em nói chuyện. Em đùa thế thôi. Em nói thật này, nãy giờ là em thấy mình đứng ở ngoài kia, mình tâm trạng nó tan chậm quá. Mà mình cứ nghĩ suy cái việc mà phải đi tặng quà bạn mình như thế nào. Thế là em mới search Google. Em tìm rồi. Cái bọn Google nó hay, nó thông minh lắm. Nó có mấy cái trang mà có như là mua rẻ.com đấy. Em vừa thấy nhá, có mấy cái bình cổ. Úi dồi ôi, chủ trò nó đẹp lắm mình ạ. Bình cổ. Hai cái từ đấy nó nghe nó thấy đắt rồi. Trời ơi, em không hiểu ý em rồi. Trang này trang mua rẻ.com cơ mà. Nó không phải là bình cổ thật, nó là bình cổ giả thôi. Ngày xưa nó là bình cổ, nhưng bây giờ nó bị nứt, bị vỡ. Nó bị coi như là, nói chung là nó không còn được nguyên vẹn nữa. Nó bán với cái giá nó rất là rẻ. Mình lên mình múc về mình tặng bạn mình cho em. Nghe cũng hợp lý đấy. Nhưng mà kể ra mà tặng nó một cái bình sứt thì ê mặt mình quá. Tôi đã mang tiếng rồi. Xã ơi, xã lại đây một lần nữa để bảo cái này. Xã cả rốt. Không, ý của em là tí nữa em nấu canh cà rốt thịt heo cho mình ăn. Bảo này, mình phải có cái ý, mình phải biết cách để mình giải thích cho người ta hiểu mình. Ví dụ như là cái bình nó sứt nhá, thì mình bảo là bây giờ là cái quá trình nó vận chuyển nó bị sứt. Mấy cái thằng shipper nó làm sứt của mình, chứ không phải lúc mình mua về nó bị sứt như thế. Mà như chưa kể nhá, những cái loại bình cổ nó sứt đi nó là có giá trị hơn đấy. Ngày xưa nó cũ rồi, nó chuyện sứt mẻ, nó chuyện phình phường. Hay. Thường ngày thì sức con trâu đầu con lợn. Đấy, khá quá. Anh thưởng. Anh nhầm. Vào cho anh thưởng. Thôi. Cái việc quan trọng bây giờ mình phải làm đã. Để em gọi shipper. Gọi. Alo. Em à. Em shipper ngay cho chị cái bình cổ nhá. Cái bình cổ mà vừa chị nhắn tin đấy. Cái mã là 4953 nhá. Đến ngay nhà Tuấn Kiệt ngay bây giờ luôn là ngay chị nhá. Bảo nó cho cái hộp đẹp đẹp vào. Hộp đẹp hoành tráng nhá. Bình nhá. Một thì hộp 10. Nhá. Luôn. Bây giờ. Alo, thế cậu đang ở đâu? Ship hàng à? Nhanh lên còn về đón tôi ra, các sếp chiều nay là sắp đến rồi mà cỗ bàn đặt không biết như nào. Cậu xong đi ship hàng xong là quay về đây đón tôi ngay ra nhà hàng nhé. Được rồi, nhanh lên. Sắp xong rồi gì? Ok, được rồi.
Ông bạn. Ôi giời ơi, nhà ông sáng choang cả cái làng rồi. Ông làm cho cả cái làng này sáng choang. Đây, tôi nghiêng mình kính cẩn một góc 45 độ. Thân tặng ông. Cảm ơn bạn nhiều. Rồi. Tôi nói thật nhá, là từ cái hồi bé rồi. Là khi chạy với ông là tôi đã thấy hào quang ông sáng choang lên rồi. Tôi biết ngay là đến một năm nào đó ông sẽ tỏa sáng. Vậy thì thật đấy. Quá giỏi, bạn tôi quá giỏi. Tuyệt vời. Cũng nhờ có tổ tiên phù hộ, các sếp nâng đỡ tôi mới ngồi được vào cái vị trí như thế này. Ừ, khi ông tốn thế làm gì. Mình giỏi mình cứ khẳng định thôi. À này, nhưng mà tôi bảo hôm nay là một cái ngày vui rất quan trọng nên là ông phải đến nhà hàng, bởi vì là có rất đông các sếp, các lãnh đạo đến chia buồn cùng tôi. Sao lại chia buồn? Chia vui chứ, đúng không? Bạn yên tâm đi, không phải lo. Tôi sát cánh bên bạn từ A cho đến Z luôn. Bạn đi đâu tôi đi đấy, ngày hôm nay yên tâm chưa? Đấy. Thật ra thì nhìn quanh ngôi nhà thôi đã thấy một cái sự gì đấy nó sang trọng rồi. Cho nên là tôi nhìn xung quanh toàn đồ cổ thôi. Tôi biết bạn là dân chơi đồ cổ sành điệu đúng không? Nhưng mà hôm nay tôi tìm được một món hàng kịch độc. Nó là kịch độc luôn đấy. Đây là một cái lọ. Không phải cái lọ. Thật ra nó là một cái chai. Bình cổ. Tôi phải nhập khẩu từ bên nước ngoài đấy. Từ cái nước Eskimo đấy. Người ta đục từ dưới tuyết lên đấy. Tức là nó phải sản xuất từ năm 1900 hồi đó rồi. Đấy. Nó kinh khủng khiếp luôn đấy bạn ạ. Bạn yêu quý tôi nhiều quá, bạn chu đáo quá. Có cái gì đâu. Thế bây giờ tôi mở luôn ra xem thế nào. Bạn xem đi. Thế nào, xứng đáng đặt lên kệ tủ cho bạn không? Thực ra là cái bình này cũng đẹp đấy bạn ạ, nhưng mà tôi nhìn nó quen. Quen thế nào được, nó là hàng độc nhất vô nhị đấy. Tôi phải gọi mấy anh em ra đấu mãi mới thắng được giá đấy. Nhưng mà hình như là tôi gặp nó ở đâu rồi bạn ạ? Ở đâu? Họ chăng là gặp ở kiếp trước à? Các bạn không muốn canh mệnh bà. Không phải đâu bạn ơi, nhưng mà đây, sao? Nó quen từ cái mã số này cơ. À mà tôi nhìn cái vết sứt này nó cũng quen luôn này bạn này. Sao lại có miếng sứt ở đây được nhờ? Tôi đã bảo là ship phải cẩn thận, bao nhiêu tiền tôi cũng gửi rồi mà bọn làm ăn vớ vẩn quá. Bạn này, cái gì đấy? Bạn cẩn thận quá, hình như là theo tôi nghĩ là chắc là nó làm sứt, thế xong rồi thấy có lỗi quá lại gói bọc vào thế này. Nhưng mà thôi, không thể chấp nhận được. Tôi sẽ kiện cái công ty này nhá, kiện cho sập luôn. Anh ơi, không ai muốn đây, không thể chấp nhận được. Anh ạ, mình ra nhà hàng anh nhỉ? À đây rồi, đúng ông shipper đây rồi. Này, ông ship kiểu gì vỡ hết cả bình của người ta đây này. Ông có đen được không? Hả? Ông có đen được không? Đen là đen thế nào ạ? Này, cậu làm ăn thế nào mà ship hàng cho khách lại vỡ cả sản phẩm thế này? Đúng rồi. Ơ kìa, à đây, cái bình này là cái bình mã số mà 4953 đấy. Nó bị sứt một miếng, mình bán rẻ đấy anh. Dạ thì một em gói lại cẩn thận đúng theo yêu cầu của anh mà. Công ty của bạn cẩn thận quá. Nhân viên mới à? Hình như thế anh ạ. À, mà hình như cổ phốt thằng này nó bị trượt bi sao nhỉ? Mà nó vênh thượng cơ lên. À, nó vào công ty mà nó vênh vào. Điều tiêu ba lăng nhăng. Mà anh ơi, hả? Hình như là sinh viên mới ra trường nhá. Cái gì? Vừa ra trường mà được vào đây làm luôn á? Vâng. Điên à? Qua thời gian thử việc cống hiến các kiểu chứ đi. Thế ngày xưa là anh cống hiến bao lâu? Anh mà đây này, phấn đấu 6 năm rồi mới được vào chính thức đấy. Có anh ở sao nó vào công ty mình luôn? Thế lạ chứ thế. Làm sao đấy? Làm sao? Thế bọn anh đùa. Đùa đấy, đùa. Dạ. Anh gọi đây. Dạ. Thế là chú là nhân viên mới đây à? Dạ vâng ạ. À thế à? Thế con cháu ông nào đấy? Dạ
em là con của bố mẹ em ạ. À, xin phép. Mày nghịch tao à? Cứng quá, được đấy. Có khi nào? Tao hỏi mày nhá. Ở cái phòng mình ai là thân sếp nhất? Thì anh. Ai là ngày nào cũng về nhà sếp nấu ăn cho vợ con sếp? Em chứ còn ai. Thì sao? Ôi dồi ôi, anh ơi, thế cái chức trưởng phòng là anh chứ là ai? Anh ơi, anh ngồi đi anh. Ôi, em thân cận anh nhất nha. Anh ơi, cái chức phó phòng. Yên tâm, phó phòng là về tay chú. Anh cho em xin phép được gọi anh một tiếng. Sếp ơi, ôi, sếp ơi. Chú cứ gọi dần như nó quen như thế. Cái thằng này, nó mình sao nó. Tao không thể hiểu nổi là cứ mỗi lần thằng này nó bước qua là tao thấy lạnh hết cả gáy. Mà em tự dưng em lại lo cái chức phó phòng chứ anh. Hay là bây giờ chờ nó qua anh em hỏi nó luôn một thể luôn nhá. Ba mà. Này. Tôi hỏi lại ông lần cuối nhá. Ông là con ai? Dạ bố em là một nghề rất là cao quý á. Cao quý là nghề gì nói luôn đi. Cụ thể luôn đi. Dạ tức là bố em làm nghề nắm đầu thiên hạ. Tức là nói một là một, hai là hai. Trong lúc bố em làm việc ấy, đố ông là dám cãi. Anh thế là thế nào? Thế đổi gió rồi gì đấy. Chuyển vế đổi giống. Anh, bọn em đùa, em biết anh ở trên đường đúng không, em đùa đấy, ý gì anh, em có một cái nguyện vọng như này. Dạ. Anh cho em xin cái địa chỉ nhà mình được không? Vâng. Để hôm nào bọn em đến thăm nhà, thăm bác rồi thăm anh. Trông gọn gàng thế này tìm đến nhà tôi làm gì? Dạ, bọn em là những cây nến lung linh mà bọn em đi thắp lửa mà anh. Vâng. Anh em mình là đồng nghiệp với nhau vâng. Thì cũng muốn là phải giao lưu qua lại. Dạ. Thôi được rồi, thế dạ. Đưa tôi mượn cái bút để tôi. Dạ vâng, đây. Anh viết luôn rồi. Ôi, giấy làm cái gì? Anh cứ tha thu vào đây. Tha thu. À khoan, đây tay trái cho nó gần tim. Đấy là tay phải, tay trái kia. À tay đây. Anh thì đúng là tôi xem đấy. Rồi. Đẹp quá. Vâng, rồi. Thế anh cậu làm việc đi nhá. Dạ. Anh làm việc anh nha. Dạ. Sao mày hèn nhanh thế? Từ ngày đến công ty lúc nào cũng chả thế. Đi theo anh. Đi đâu? Thăm dò địa hình. Đi. 74. Đây rồi anh ơi. Đây à? Đây rồi. Ôi anh ơi, nhà to quá. Nửa cái bục binh này luôn. Chứng tỏ là nhà cái thằng Lộc này, nó rất giàu. Nó còn cho thuê cả cái building này này. Đúng không? Để cho thuê cửa hàng. Ờ. Anh nhìn kia, em phải số 53. Đúng rồi, 53. Thế đây bao nhiêu? Nhưng mà đây nó ghi là ở trước số 53, đằng sau số 49. Thôi xem hả? Trời ơi, anh em mình đi tìm cả nửa ngày nay mà không thấy cái địa chỉ này rồi. À, đây rồi. Bác ơi, bác ơi. Cháu hỏi tí ạ. Bác ơi, cháu đang đi tìm nhà của người quen. Dạ, vâng. Nhưng chẳng là bọn cháu ở khu khác đến. Thế đúng là cái địa chỉ ở số má đây đánh lung tung quá. Bác giúp cháu, chỉ giúp cháu cái địa chỉ này được không ạ? Đây rồi, chính đây rồi. Đây à? Đây. Bọn cháu là đang tìm nhà cái cậu tên là Lộc ấy. Có phải đây không bác? Tôi là bố Lộc đây, các cậu đi cắt tóc cả. Ngồi xuống đây tôi cắt cho. Ngồi xuống đây. Bác này chắc là có sự nhầm lẫn. À kia nó về cái thằng kìa. Lộc. À đây là Lộc. Đi nhà chơi nhá. Vào nhà luôn đi. Đây nhà đây. Nhà đây à? Ừ. Không, sao nhà đây là như nào? Sao bảo là bố của ông làm cái nghề nắm đầu thiên hạ? Cái nghề gì mà chỉ đâu ngồi đấy cơ mà. Ông anh chàng lắm cơ mà. Bố tôi làm nghề cắt tóc, không phải nắm đầu thiên hạ. Là nghề gì? Đúng rồi.